Chiều qua ngày 27 tháng 8, đoàn cơ sở đài phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với thị đoàn Phú Mỹ và các đơn vị tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ. Đoàn cơ sở đài phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với thị đoàn Phú Mỹ trao tặng 40 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tổng kinh phí gần 20 triệu đồng do đoàn cơ sở đài phát thanh và truyền hình tỉnh và đội hình kỳ nghỉ hồng thị xã Phú Mỹ tài trợ. Những phần quà tuy giá trị không nhiều về vật chất, nhưng thể hiện sự quan tâm của thanh niên, tuổi trẻ các đơn vị hướng về người có gia cảnh khó khăn của địa phương.